Chào quý khách, hôm nay nhà thuốc IDC sẽ hướng dẫn quý khách 3 bước để được hoàn tiền khi mua sắm bất kỳ sản phẩm nào ở trên website nhathuocidc.com hoặc mua sắm tại hệ thống nhathuocidc.com. Việc đầu tiên là với khách hàng đã có tài khoản rồi thì chúng ta chỉ việc ấn vào mục đăng nhập để đăng nhập vào cái tài khoản của mình. Còn trường hợp quý khách chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ ấn vào mục đăng ký ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhập họ tên của mình ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhập số điện thoại của mình ạ. Rồi tiếp theo chúng ta nhập email ạ. Ta sẽ nhập mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu bên dưới, điền địa chỉ ạ. Ta ấn vào tích vào chấp nhận điều khoản và ấn vào đăng ký ạ. Khi chúng ta đăng ký thành công thì WhatsApp sẽ tự đưa chúng ta đến cái trang tài khoản của chúng mình. Thì thứ nhất, khi đăng ký tài khoản thành công thì nhà thuốc IDC sẽ tặng cho quý khách 50.000 đồng vào trong tài khoản thành viên. Số tiền này chúng ta sẽ được sử dụng để rút ra tiền mặt hoặc là dùng để mua sắm các sản phẩm khác trên website khi thỏa các điều kiện. Thì nhà thuốc IDC quy định là khi tài khoản này của chúng ta đạt từ 100.000 thì có thể quy đổi ra tiền để mua sắm các sản phẩm khác trên web, hoặc khi đạt 200.000 thì sẽ được rút ra tiền mặt đó. Vậy để bước sau khi bước thứ nhất là đăng ký tài khoản xong thì chúng ta sẽ đến bước thứ hai để có thể mua sắm mà được hoàn tiền thì chúng ta cần phải vào phần kích vào phần link này, lấy link này, link chia sẻ này đây ạ. Hiện tại mã ID của anh chị là 1883 đấy, và khi anh chị đăng ký thì nó sẽ nhảy ra số thứ tự khác, và đây là phần link giới thiệu của anh chị. Thì bước thứ hai sau khi đăng ký tài khoản thì anh chị sẽ cần phải vào phần link này, lấy link chia sẻ này và kích vào cái link của này. Khi kích vào link này thì hệ thống sẽ tự động mặc định ghi nhớ rằng cái thiết bị này gắn liền với cái tài khoản này, gắn liền với mã ID của anh chị, và khi anh chị mua bất kỳ một sản phẩm nào thì sẽ được đều hoàn tiền. Và bây giờ mình sẽ thao tác cho anh chị xem để thấy được là hoàn tiền như nào. Đây ví dụ như anh chị sẽ chọn mua cái sản phẩm này là canxi sulfit này, mình mua thêm một hộp men vi sinh để cho em bé này, và mình mua thêm một hộp khẩu trang IDC để đeo hàng ngày chống bụi này. Sau khi chọn xong ba sản phẩm này thì chúng ta sẽ kích vào phần giỏ hàng. Đây ạ. Canxi thì chúng ta sẽ đặt mua ví dụ như là hai hộp men trong một tháng và một hộp khẩu trang. Xong chúng ta kích vào cập nhật giỏ hàng. Với những đơn hàng trên 600.000 thì sẽ được miễn phí ship ạ. Đấy, anh chị sẽ kích vào phần miễn phí giao hàng. Hoặc nếu anh chị mà đến tại cửa hàng lấy thì anh chị sẽ kích vào phần nhà anh chị mà gần một cửa hàng nào của hệ thống nhà thuốc IDC thì anh chị muốn ra đấy lấy thì sẽ tích vào phần giao tại cửa hàng để được miễn phí vận chuyển. Còn với các đơn hàng dưới 600.000 thì chúng ta nhà thuốc IDC sẽ hỗ trợ ship tổng giá là 30k và đơn này của anh chị sẽ được miễn phí ship hàng. Đó, chúng ta sẽ ấn vào tiến hành thanh toán ạ. Và đây thì chúng ta sẽ nhập thông tin ạ. Ở Hà Nội ạ. Đây là Hoàng Mai ạ, địa chỉ ạ, CT36B Định Công ạ. Rồi ạ. Khi chúng ta muốn giao hàng đến một địa chỉ khác thì ta click vào đây. Đó, hoặc không được nào.
Anh chị cần ghi ở ví dụ như muốn nhận hàng trong giờ hành chính thì đây. Giao hàng giờ hành chính ấy. Đó. Chúng ta có thể thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt. Đó. Và sau đấy thì chúng ta ấn vào đặt hàng. Đó. Khi ấn vào thanh vần thanh toán và chuyển khoản thì sẽ hiện ra số tài khoản của công ty ở đây ạ. Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm IDC, ngân hàng ACB, số tài khoản là 3456 3456 8858. Đơn hàng của anh chị tổng là 670.000. Giao hàng là miễn phí. Phương thức thanh toán và chuyển khoản ngân hàng vào trong giờ hành chính ạ. Đó. Khi đơn đặt hàng này của anh chị thành công thì anh chị có thể vào kích vào phần đăng nhập để xem cái đăng nhập. Anh chị có thể là xem phần báo cáo này, lịch sử báo cáo này, và anh chị sẽ vào phần là lịch sử kiếm tiền này đây ạ. Anh chị đăng ký tài khoản xong sẽ được thưởng 50.000 với một thưởng mở tài khoản này, thành viên mới này. Đó, đã xác minh nhưng chưa thanh toán vì anh chị chưa dùng được số tiền này. Anh chị vừa đặt một đơn hàng là 670.000. Vậy thì sẽ được hoàn luôn là 60 10% là 67.000 thưởng bán hàng. Nó sẽ ở trạng thái là chưa xác minh. Chưa xác minh bởi vì sao? Bởi vì anh chị mới đặt hàng và công ty chưa giao hàng cho anh chị. Nó sẽ hiển thị sang chế độ là đã xác minh khi mà đơn hàng này nhà thuốc IDC đã giao hàng cho anh chị thành công. Đó. Và khi giao thành công nó sẽ tự động chuyển sang chế độ đã xác minh. Thì khi anh chị ra ngoài trang chủ này thì cái mục là số dư hiện tại này của anh chị nó sẽ được là 50.000 cộng với cái số tiền kia 67.000 kia. Đó. Và khi mà đạt được 67.000 kia thì anh chị muốn mua sản phẩm khác đây. Khi nào mà nó hiện lên trên 100.000 đây thì góc chỗ này nó sẽ hiện là chuyển tiền sang ví, và anh chị có thể chuyển tiền đấy để quy đổi sang một mã giảm giá và dùng để thanh toán ạ. Hoặc khi đạt từ 200.000 anh chị có thể ấn vào yêu cầu rút tiền để và nhập thông tin của mình vào đây. Công ty trong vòng 24 giờ thì công ty sẽ xác nhận kiểm tra đúng thông tin chính xác thì sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho mình ạ. Đó, đấy là vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn 3 cách để được hoàn tiền khi mua sắm tại các nhà thuốc IDC. Để cần thêm thông tin tư vấn và hỗ trợ thì các bạn có thể gọi vào số hotline 0938 195 698 và bấm nhánh 2 để gặp tổng đài viên tư vấn hỗ trợ anh chị. Xin chân thành và cảm ơn. Chúc anh chị sức khỏe.